sĩ Pháp Alexander Biron thường có thói quen đi dạo trong khu rừng Boulogne giữa thủ đô Paris. Một ngày nọ, ông ngồi nghỉ trên một ghế đá tựa vào một bức tường. Chỉ một lát sau, ông ngạc nhiên vô cùng vì trong đám đông những người đang đi dạo trong khu rừng, một vài người đến gần ông ngã nón chào, cũng có một vài người bái cả gối nữa. Nhà văn mỉm cười đáp lễ cảm tình mà khách qua lại dành cho ông. Ông không ngờ rằng ông được nhiều người mến mộ đến như thế. Ông mong sao một số bạn bè trong giới văn sĩ chứng kiến được cảnh tượng này để thấy được vinh quang mà ông đã đạt được. Nhà văn đang say với bả vinh hoa thì chợt trong đám người bái chào ông, một bà lão để lộ một thái độ khác thường. Cũng giống như mọi người khác, bà lão cúi chào rồi đến gần ghế đá. Bà thì thầm nói gì trong miệng mà nhà văn không hiểu được. Rồi bà lại ngước mắt nhìn lên cao, ngạc nhiên trước cử chỉ khác thường của bà lão. Nhà văn cũng đưa mắt nhìn lên cao ở phía trên tường. Lúc bấy giờ, ông mới khám phá ra trên đầu mình có một tượng thánh giá. Thì ra, những người đi dạo trong khu rừng Boulogne này dừng lại không phải để tỏ lòng mến mộ đối với ông, mà chính là tỏ lòng cung kính đối với Chúa Giêsu trên thập giá. Hổ thẹn vì sự khám phá ấy, ông bỏ đi nơi khác. Bạn thân mến, khao khát danh vọng, quyền bính là đam mê chung của mọi người. Ai cũng thích xuất hiện trước công chúng, ai cũng thích được người đời ca tụng, ai cũng thích được phục vụ. Một cách nào đó, người tham vọng không những dùng người khác như bàn đạp, mà còn tước đoạt chính vinh quang của Chúa. Chúa Giêsu là con người đã sống trọn vẹn cho tha nhân, và do đó cũng quy về mọi vinh dự về cho Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói với chúng ta là Thiên Chúa, Ngài đã không đòi cho được đồng hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hủy bỏ mình đi để mặc lấy thân phận con người và vâng phục cho đến chết. Chúa Giêsu đã vạch ra cho chúng ta con đường đích thực để sống trọn vẹn ơn làm người. Đó là sống cho Thiên Chúa. Chỉ khi nào con người sống cho Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa trong tất cả mọi sự, con người mới đạt được chính cùng đích của mình. Sống cho Thiên Chúa là luôn tìm kiếm thánh ý của Ngài, là hoạt động cho vinh quang của Ngài, là trở thành khí cụ trong bàn tay của Ngài.